cái ống nghiệm phóng lại rồi này cho bài này thẳng luôn đó. Rồi, được rồi. Được rồi, các bạn quan sát này. Mình thẳng cái giữa, cái cao lên. Rồi, thấy hiện tượng không? Rồi, thấy cảm ơn của mình. Rồi, chúng ta thấy hiện tượng gì? Rồi, các bạn nhìn thì xa có thể thấy phản ứng ra rất là mãnh liệt, đúng không? Rồi, thì mời em thấy cái hiện tượng gì? À, có sủi bọt, đúng không? Rồi, sủi bọt này em có thể dự đoán cái sản phẩm là gì? Sinh ra gì? Hả? Hả? Cái gì? Sủi bọt này sẽ sinh ra nước bên trong. Rồi, có cái gì đó thôi. Rồi, mời bạn ý các em. Rồi, chắc chắn dự đoán là sinh ra chất khí. Và bạn có thể trả lời được hydro luôn, bởi vì bạn dựa vào hai cái chất thám tham gia, đúng không? Như vậy chắc chắn là nó sẽ có sản phẩm là chất khí hydro. Và khi ghi hydro các bạn ghi là H2, bởi vì hai tử hydro liên đối với nhau. Đúng không? Và ngoài ra thì giới thiệu các bạn thêm một cái sản phẩm nữa. Cái dung dịch tạo thành này chính là muối ZnCl2. Đúng không? Như vậy ngoài sản phẩm hydro ra còn có muối ZnCl2 nữa. Như vậy lên dưới được cái gì không? Rồi thì mời bạn lên dưới là thật kìa. Rồi mời bạn Nam.